Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu, tôi là Lê Anh và là CEO của Tokyo Camera. Còn tôi là Đỗ Quân, bạn của anh Lê. Giờ này chắc là mọi người đang bận xem bộ cút chia sẻ. Nhưng mà nhân vật chính của chúng tôi thì là siêu phản ánh môn mới nhất trên thế giới hiện nay. Và có phải con này không nhỉ? Đấy. Một siêu phẩm Golden X, một sản phẩm mới nhất của DJI mà không phải hợp tác với ai cả. Ngay bây giờ thì anh Quân Đỗ sẽ đập hộp chiếc Grand 2 này. À là tôi lại nhầm, đập một chiếc Golden X này. Em mời cho anh đưa cái dao này. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ đập hộp chiếc Golden X này nhé. Thì theo như mình biết được ấy, thì đây là chiếc Golden X bản thương mại gọi là đầu tiên ở Việt Nam. Mạnh mẽ lên. Rất nhiều. Hộp của chiếc Golden X này thì đóng gói theo một cách truyền thống của DJI, rất đẹp, tinh tế. Và khi mà đặt chiếc hộp cắt tông ra thì tôi đã thấy là em thấy khá là đẹp đấy. Khá đẹp. Rồi, ok. Chiếc hộp xốp. Xốp. Tinh tế luôn. Khá là giống Fly của DJI này. Chất liệu xốp này sờ khá là giống. Chất liệu xốp này tôi nghĩ là cũng đắt tiền hơn một chút đấy cậu ạ. Màu nâu cái kia hồi xưa là màu xám đấy đúng không? Xám. Đây, nút mở và có thấy mở ý hệt luôn. Đấy, rất là các sản phẩm của DJI. Đây là đặc sản rồi, đây nhá. Đây, chúng ta ở đây cho mọi người xem. Đấy. Rồi, quá đẹp luôn. Đẹp luôn, chắc là ở kia thì mọi người khó có thể nhìn thấy này. Một chút nữa thì chúng tôi sẽ có những góc cận cảnh hơn. Góc 45 độ như các cái
thiết kế như là thấy trên mạng rất thuận tiện cho việc nhìn LCD. Lắp luôn là sao? Ừ, được, ok. Lắp luôn chuyện này. Chỉ một chút đây thôi là chúng ta sẽ hình dung được là hai chiếc này đứng cạnh nhau và khác biệt như thế nào. Và mọi người thì đang kỳ vọng sản phẩm của DJI sẽ vượt trội so với cả Quen 2. Chưa lắp thì tôi đã thấy là ngon. Em nghĩ là con này là nó là một cái gọi là đẳng cấp khác của keyboard. Ok, này là sao? Cái này là cái plate ở trên này lắp lại sau. Dựng tặng á, các bạn thấy khó hơn
với nhau đâu. Không, thực ra thì thế thì bản thân vẫn thế, nhưng cách nhìn mình sẽ khác. Cách nhìn về về cân nghi ngờ mình sẽ hơi khác một chút thôi. Nhưng mà nhà sản xuất cho mình cứ tin được. Đúng rồi. Từ đấy rồi anh thử mấy lần cũng không thấy một vạch xanh nào. Sáng rồi. Cái này chắc là phải mình dừng lại một chút. Xong rồi anh em tớ sẽ thử cảm giác xem nó sẽ có tiếng vang được một chút nào không. Để tí anh em sẽ thử chạy thử hai con này xem độ ổn định của nó. Các bạn đây để xếp hai chiếc hộp. Cái về cả quan lúc mà cầm thì rõ ràng là chế độ in ép nặng hơn đấy các bạn, thật luôn đấy. Nhưng mà bù lại thì nó có một cái tay cầm rất là êm, rất là bám, tay cầm này rất là bám. Tay cầm này thì sớm hơn con này. Tay cầm bao su. Con này và... nhiều khi anh em về tôi thấy một số anh em còn mọc cả cái mọc tay của tennis, nên bỏ lên cầm nó chắc. Chiếc này có cần, chiếc này rất là nhạc. Cái Robinet thì là có nhạc bằng cao su. Còn bên này là nhôm trần. Thì thế là nhôm trần của